Được, mến chào anh chị Thích Qua Lan. Trong video lần này á, thì em sẽ làm nhằm mục đích là thông báo đến anh chị á, anh chị nào mà trúng thưởng trong chương trình á, phân bón nào giúp lan da rễ nhanh và nhiều thì vui lòng liên hệ bên em để bên em kiểm tra. Kiểm tra thứ nhất là kiểm tra về các anh chị có chia sẻ không, chia sẻ trên công khai trên các mạng xã hội không, và bên em sẽ gửi hàng. Thì ngoài ba anh chị đạt yêu cầu trúng thưởng á, nhanh nhất thì bao gồm là một hũ GB 100ml và một cái kích ki GK. Thì các anh chị còn lại tham gia bình luận dự đoán á, thí dụ anh chị có ở cái video mà phân bón nào giúp lan ra rễ nhanh và nhiều anh chị ha, thì anh chị nào có bình luận ngay tại kênh YouTube của em ở video đó, bình luận sai cũng được, thì đều được tặng một phần quà là một hũ kích ki GK anh chị ha. Thì 100 phần quà kích ki GK hiện tại đã sẵn sàng gửi đến anh chị. Rất mong anh chị, rất mong nhận được thông tin của anh chị để bên em gửi hàng tri ân các anh chị. Một lần nữa em xin gửi gắm đến anh chị là chương trình này do bên em, hoàn toàn là do bên em thực hiện, không có nhận một đồng nào hay là một cắt nào từ việc nhà sản xuất thuốc GB hay là GK anh chị ha, mà là do bên kênh Di Phong tự lên ý tưởng và đánh giá khách quan về việc ra rễ, rồi từ đó cái chủ anh Quy mới thấy vậy, anh Quy mới bình luận vào, thì nói là ai bình luận đều được tặng một GK, là tặng thử anh chị ha. Còn ngoài ra thì bên em là làm việc này khách quan, đánh giá việc khách quan. Thì hiện tại bên em, như video trước em đã nói á, thì hiện tại bên em đều cung cấp như là Hùng Nguyễn, GB, Super B1 hoặc là một số phân thuốc khác như Terasort v.v. anh chị. Thì qua đây em cũng xin được cảm ơn anh Quy, chủ kênh Garden Kid, đã phối hợp cùng kênh Di Phong cho tặng 100 phần quà kích ki GK. Đồng thời em xin được gửi lại tri ân đến mấy anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị Thích Qua Lan đã tham gia chương trình này. Để yêu cầu thêm các chương trình về kỹ thuật trồng lan, anh chị vui lòng bình luận dưới video này để bên em sẽ tổng hợp lại và sẽ thực hiện các số tiếp theo anh chị ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận nhiều video hay về lan hơn nữa nha anh chị ha.